Ở những vùng bùn lầy ẩm ướt, các cư dân cây lá còn được đòi hỏi dưỡng chất từ các xác động vật. Ban đầu, nhà bác học Darwin gọi cây này là hoa đớp côn trùng. Nhưng sau đó, khi thấy chúng hơi sơi tái quá nhiều động vật mà cũng không chỉ riêng cho côn trùng, thì các nhà khoa học quyết định dùng tới cái tên cây ăn thịt. Không giống như các động vật, các loài thực vật có khả năng tự tổng hợp thức ăn thông qua quá trình quang hợp với carbon dioxide hay còn gọi là CO2 từ không khí, nước trong lòng đất kết hợp cùng ánh sáng mặt trời, thêm một số các loại khoáng chất khác là hội tụ đủ các yếu tố giúp thực vật tồn tại và phát triển hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng ở những vùng bùn lầy ẩm ướt, những cư dân cây lá còn đòi hỏi nhiều hơn, ví dụ như chúng dưỡng chất từ các xác động vật Nước đầm lầy quanh năm bao phủ đã cuốn trôi tất cả các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thực vật. Do đó, một số cây cố gắng bù đắp sự thiếu hụt này bằng cách bí mình trở thành cây ăn thịt. Thay vì hút khoáng chất từ sâu dưới lòng đất, trùng bẫy các loài động vật chủ yếu là côn trùng để lấy dinh dưỡng từ cơ thể nạn nhân xấu số. Cây ăn thịt phát triển thành nhiều chủng loại và mỗi loại có cách ăn săn bẫy khác nhau. Cây bình nắp chủ yếu phát triển theo hệ thống chiếc lá khổng lồ, khung khung tạo thành hình bình hoa, có nắp trên bề trên đến cửa miệng, xung quanh nắp được tạo phủ bởi mật hoa thơm ngọt để lôi cuốn côn trùng. Phía bên trong bình tua rùa, những sợi nhụy dài trúc xuống phía nằm dưới, đưa đẩy côn trùng tiến sâu hơn. Còn bề mặt thì đầy chất nhầy dựa dính khiến cho nạn nhân một khi xa chân vào là sẽ khó lòng bỏ lên được. Dưới đáy bình là khoang chứa chất đặc biệt có nhiệm vụ tiêu hủy con mồi sau khi các quy trình được đặt hoàn tất. Thậm chí ở cây hoa trumpet vàng, cây ăn thịt có hình dáng giống chiếc kèn trumpet trong mật hoa còn chứa chất gây mê khiến cho nạn nhân chỉ cần nếm một lượng nhỏ cũng đủ để lăn quay bất thình lình rồi nhổ vào cái ố chết người đó. Cơ chế bắt mùi của cây gọng vó dựa lại chủ yếu dựa trên chất nhầy dính và xúc tu. Ban đầu chúng phát ra hương thơm quyến rũ để lôi kéo côn trùng đến và hạ chân xuống bề mặt lá bao phủ cây, các cây xúc tu nhạy cảm. Mỗi xúc tu lại có chuỗi hạt chất lỏng kéo dính phía bên trên đầu, nạn nhân vừa chạm xuống chân vừa bị dính chặt vào lá. Cành gãy ruộng, các xúc tu lại càng dít chặt hơn. Sau đó, những hạt dính này nhanh chóng tìm cách len lỏi vào hệ thống hô hấp của con vật làm cho nó tắc thở chỉ vì nhạy trí trong nháy mắt. Lúc đó, chất tiêu hủy mới được bài tiết và gây lát sau cơ thể con mồi đã biến thành bữa tiệc thịnh soạn cho cây loài phù thủy này. Tuy nhiên, kỳ lạ và được nhiều người biết tới nhất phải kể đến bẫy ruồi Venus. Thoạt nhìn ban đầu, cây chẳng khác gì một khóm lá, nhỏ mọc lá sát mặt đất, thỉnh thoảng một cuống lá trồi lên nở hoa trắng khá đẹp. Nhưng nếu quan sát kỹ mới thấy lá cây bắt ruồi, được gấp đôi trong những như vỏ chai màu xanh, bên trong có hai xúc tu nhạy cảm và tua tủa đầy, răng nhọn hoắt Chỉ cần chú côn trùng nào lơ đễnh đừng chân vào vỏ chai, chạm một trong hai chiếc vòi nguy hiểm ấy thì ngay lập tức cái bẫy chết người, dùng bật lên báo động. Rồi hai nắp đóng lại, sập khép, chặt con mồi, đang dãy ruộng bên trong, hàm răng nhọn, cắp lấy nhập vào con vật khổng lồ, quyết không để cho nó chạy thoát. Sau đó, các tuyến bài tiết bên trong vỏ chai bắt bắt đầu sản sinh dịch tiêu hủy con mồi. Cây nắp ấm còn có tên là cây bình nước, chư lung, chả, chư lung thảo. Tên khoa học là Lepanthes maribis. Loại cây bắt ngồi này thường mọc ở những vùng nhiệt đới, phân bố chủ yếu ở phía Nam Trung Quốc và Việt Nam. Một số được tìm thấy ở các đảo như Indonesia, Philippines, Australia, New Zealand, Sri Lanka và Madagascar. Nắp ấm có độ dài nhỏ từ 5 đến 6 mm, đến độ dài lớn tới là 5 m. Cây nắp ấm thường gọi là cái có hai loại cây, một loại lớn mọc ở vùng dưới gốc cây và một loại nhỏ mọc ở trên cây. Loại này thường ra ngoài từ tháng 5 đến tháng 6 và có quả và có quả vào tháng 11 tháng 12. Các cây thuộc họ nắp ấm tự tiết ra những chất lỏng để thu hút con mồi. Khi con mồi bị chất lỏng do nắp ấm tiết ra thu hút vào bên trong, không thể thoát ra khỏi được nắp ấm thì sẽ đóng lại và chất enzyme là một loại chất lỏng tiêu hóa con mồi. Sự hoạt động của các nắp ấm liên quan đến ứng động không sinh trường, một loại động vật của thực vật liên quan đến các tế bào mà không có tác dụng đến tự sinh thường của thực vật. Cơ chế cúp lá của cây trinh nữ cũng là ứng động không sinh trường ngoài bắt con mồi cây nắp ấm còn có hệ thống sinh thái thu nhỏ với tảo run tròn và các vi khuẩn đơn bào và đa đơn bào ấu trùng ruồi mũi sống bên trong hay nắp ấm cũng có mối quan hệ cộng sinh với loài rơi rơi sẽ nghỉ ngơi nhờ nắp ấm còn nắp ấm thì sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ phân rơi